vâng, xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới các bác một lô đĩa MD bao gồm 20 chiếc. Lô này được mang thẳng về từ Nhật, chưa sử dụng tại Việt Nam. Nó bao gồm 3 thương hiệu với 7 cái thương hiệu Sony, 6 cái là thương hiệu Victor và 7 cái còn lại là thương hiệu Marcel. Đây là ba cái thương hiệu đình đám trong cái lĩnh vực sản xuất DMD và nó cũng khá là quen thuộc đối với dân chơi audio tại Việt Nam. Tất cả những cái đĩa này đều đầy đủ vỏ bảo vệ và đều là đĩa 74 phút. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đi coi từng cái một. Ở đây chúng ta thấy cái loạt bao gồm 3 chiếc cùng một loạt model đây ạ. Đó là dòng Digital Audio, một cái màu đỏ, một cái màu xanh và một cái màu xám. Đây là dòng Digital Audio. Đĩa Sony thì các bác biết rồi, yên tâm tuyệt đối về chất lượng nha. Như vậy là chúng ta có 3 cái cùng một loạt series khác màu. Chúng ta đến với cái loạt thứ hai của Sony, đây là loạt series Bianca. Nó đều có vỏ màu trắng ngà, chỉ khác màu của cái dòng chữ thôi. Đây ạ. Đó, như vậy là chúng ta có 3 chiếc Sony Bianca và đến một cái Sony vỏ màu màu trắng. Và đây là dòng high quality, chất lượng cao nha. Như vậy là bước đầu chúng ta thấy ở trong lô này là có 7 cái đĩa Sony. Bây giờ chúng ta sẽ soi đến cái loạt đĩa Victor. Đây là một chiếc lòng vàng chất lượng cao của Victor. Dòng này miễn bàn về chất nha. Những cái con đĩa lòng vàng của Victor nó cũng hiếm đấy, chẳng mấy khi nhìn thấy đâu. Về giá trị nó cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với những cái đĩa lòng trắng thông thường. Chúng ta đến với hai cái đầy màu sắc thuộc loạt series Fino của Victor. Một cái màu xanh, một cái màu đỏ. Tất cả những cái đĩa này đều được em tuyển lựa bằng cảm quan hết sức là kỹ lưỡng. Như vậy là chúng ta có 3 cái Victor, một cái lòng vàng chất lượng cao và hai cái thuộc loạt series Fino. Tiếp tục đến với một cái màu cam cũng thuộc loạt series Fino. Và đây chúng ta đến với một cái loạt series khác của Victor, đây là loạt AR, một chiếc AR. Đĩa đẹp đây ạ, tất cả đều được tuyển lựa hết sức kỹ lưỡng. Và đây là một chiếc AR khác, được sản xuất vào khoảng thời gian khác. Đời chủ cũ người Nhật hình như là nó ghi cái thể loại nhạc của cái con mụ dở hơi Lady Gaga. Em không biết có phải hay không. Vâng, bây giờ chúng ta đến với thương hiệu khác. Trước khi đến với thương hiệu Marcel thì các bác có thể thấy là trong cái lô này bao gồm 6 cái đĩa của Victor. Tất cả đều có độ mới khá là cao. Bây giờ chúng ta đến với một cái đĩa lòng vàng chất lượng cao của hãng Marcel. Con này lòng vàng xịn nha, 74 phút. Ít nhất thì trong lô của chúng ta cũng có sự xuất hiện của hai chiếc lòng vàng, một chiếc Victor và bây giờ là một chiếc Marcel. Em không rõ đời chủ cũ người Nhật nó ghi cái gì, nhưng con này là đĩa lòng vàng. Tiếp đến là một con vỏ trắng của Marcel. Và chúng ta có cái hàng dưới với đầy màu sắc. Một chiếc màu xanh, một chiếc màu hường, một chiếc màu cam, một chiếc màu vàng. Vỏ vàng em không rõ có phải đĩa lòng vàng hay không, nhưng mà vỏ vàng. Và một cái
đầy màu sắc. Cuối cùng với 3 gam màu vàng, màu đỏ và màu trắng ngà. Tất cả đều đầy đủ vỏ bảo vệ. Chẳng qua khi làm video thì em phải lột nó ra, đặt lên trên để các bác nhìn nó rõ hơn. Em xin nhắc lại, lô 20 chiếc này mang thẳng về từ Nhật, chưa sử dụng tại Việt Nam. Được em tuyển lựa khá là kỹ lưỡng, tuyển bằng cảm quan từng chiếc một nha. Đầy đủ vỏ bảo vệ. Ở trong cái cuộc chơi đi em đi ấy, thì thực sự đây là một cuộc chơi hết sức thú vị. Như em đã từng nói rất nhiều lần đến bã cả bọt mép ra rồi, tất cả những cái đi em đi đều cho phép ghi xóa nhiều lần. Nó sẽ tạo điều kiện cho dân chơi được vọc phá khá nhiều, chứ nó không giống như những thể loại đĩa phôi CD các bác mua về. Đĩa phôi CD các bác mua về thì các bác chỉ ghi được một lần duy nhất, không bao giờ có cơ hội ghi tiếp lần thứ hai. Nhưng với đĩa MD thì cái vấn đề ghi, nghe chán, xóa đi những cái khác là điều vô cùng đơn giản. Đó là một. Cái thứ hai, cái chất lượng ghi vào đĩa MD nó rất khá. Về âm thanh tổng thể, nó không có thua kém gì bất cứ cái đĩa CD nào cả. Em xin phép không báo giá ở đây. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cái lô này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.